bản mùa nước nổi của mình mới vừa thu hoạch xong rồi. Đây là mình đi đổ vớn á, về đổ ra nè, mình lựa. Hôm nay thì thường á là cái con cá này là con cá linh, người ta làm mắm linh á. Còn hôm nay mình sẽ kho hầm, và mình sẽ giờ sẽ làm sạch sẽ ha, kho hầm, kho mà gục xương luôn á, để dành ăn với bánh mì rất là ngon. Còn bên đây là cái con cá heo này, các bạn nào biết con cá heo ha, con cá heo này á là con này là con đực nè. Thường thì con đực này á là ăn cái thịt nó không có ngon. Còn đây là cái con cái đó, con cái là con này nè, con này á là thịt nó mình kho ăn đó rất là ngon nha. Còn con đực thì nó không bằng. Đây là con cá heo, cá heo thì chỉ có kho hành ớt thôi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ làm cái món cá linh kho hầm. Rồi, cá sau khi mình bằng sạch sẽ và cá kho hầm thì mình sẽ không có đánh dẫy, chỉ cắt đầu và cắt những cái kỳ của nó thôi ha. Đó, xong rồi. Làm được sạch sẽ rồi thì mình sẽ cho vào đây một ít muối. Đây, muối. Và một ít bột niêm hoặc là bột ngọt cũng được. Thì đồ niêm thì mình sẽ để tùy thích nha, nhưng đặc biệt món này thì mình sẽ không có niêm đường, bởi vì niêm đường sẽ làm cho cá nó không có ngon. Mà mình một lát nữa mình sẽ nấu, khi mà ướp xong rồi thì mình sẽ dùng nước mía hoặc là nước dừa, cái món này nó sẽ ngon hơn và thơm hơn, đặc biệt thì sẽ không dùng đường ha. Thường thì người ta sẽ không có dùng tiêu, nhưng cái món này mình muốn cho nó thơm và ngon hơn, mình cho vào đây một ít tiêu luôn. Và đây là củ hành tím và tỏi. Củ hành tím và tỏi mình đã băm nhuyễn rồi, mình sẽ cho vào đây một ít. Đó, khi hầm cá nó rất là thơm. Và bắt đầu sẽ xóc và trộn đều lên. Sau trộn đều lên để khoảng 30 phút nha. Và sau khi trộn đều 30 phút thì đây là cái hạt cà ri. Cái hạt mà cà ri thường thì mình để thắng ra để nấu cà ri gà đồ đó. Là cái hạt nè. Rồi mình sẽ đi bỏ vào dầu và thắng ra như vậy cho nó có màu ha. Và mình làm nó sẽ giống cá mòi và là nó có những cái màu, đặc biệt cái hạt điều nó cũng rất là thơm nữa. Rồi giờ mình sẽ chờ 30 phút nha. Rồi đây là mía nè. Mía này thì không để mất thời gian, mình đã cắt khúc và sắc lát lát mỏng như vậy để lót xuống khi mình hầm cá nó rất là ngon. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi ha. Rồi bắt đầu sẽ lót vòng quanh. Rồi giờ mình lót hết mía xuống đây ha. Rồi bắt đầu sẽ chất cá. Cá thì mình cũng sẽ chất vô. Cá này chắc chắc ra như vậy đi. Chắc cái đuôi nó ra. Ướp xong rồi chất vô đây. Chất đều hết vòng quanh. Rồi giờ sau khi chất cá được vòng quanh hết rồi, bắt đầu cái nước của mình ướp còn lại nè, đổ vô luôn. Và đây là nước mía. Nước cốt của nước mía nè, cái mía này nè mình lấy nước cốt ha. Và nếu không có nước mía có thể dùng nước dừa hoặc là nấu với đường phèn, nước lạnh thì cũng được. Bởi vì mình không dùng đường là ở đây mình nấu với nước mía cho nên mình không có dùng đường. Rồi. Cái hột cà ri lúc nãy nè, mình đã thắng ra nè, cho hết vào đây luôn. Đó, bây giờ mình đã có một nồi cá ha. Rồi, bây giờ chuẩn bị mình sẽ bắt lên một cái lò than mình hầm. Cá này trong lúc hầm thì mình sẽ đậy nắp như vậy. Nó đậy nắp hơi hơi thôi. Giờ thì mình dở ra ha. Và lúc mà đầu mình nêm với nước mía thì nó sẽ ít nước thôi. Nhưng mà cá này thì hầm khoảng 5-6 tiếng hoặc là nửa ngày, có khi cả ngày trời để cho nó mềm xương á. Thì cứ việc châm nước lạnh vô, nếu mà thấy cạn thì châm thêm nước, nước ở ngoài vô. Đó, cứ thấy cạn là châm thêm nước thôi. Và không có được đụng gì đến cá này, mình đã sắp sẵn như vậy rồi. Chỉ để yên như vậy và chế nước vô trong cái chỗ giữa này ha.
và cứ hầm đến khi nào mà mình thấy cái xương nó rất là mềm gục là ok. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình đậy cái nắp này lại ha, và hầm cứ riêu riêu gì nè, đó mình thấy là nó chỉ xo cục cục gì thôi nè, nó xo nhỏ 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 gì đó, rồi đậy lại. Cái này mình sẽ riêu lửa và nấu đến sắc khô nước. Nếu như mà thấy bình thường á, nếu như mà bình thường mình thấy cá nó chưa có mềm xương á, thì có thể cho thêm nước vào ngập cá và cứ hầm từ từ vài tiếng đồng hồ, và có khi đến 6 tiếng nè, rồi hoặc là 7 tiếng thì tùy theo cái độ xương của cá đó. Nếu như thử thấy cá nó đã gục xương, và đặc biệt á là cá không bị rã mà miếng cá nó cứng nha. Đây con cá vẫn còn cứng y nguyên luôn mà nó đã rụt xương rồi nè. Nó mình vẽ như vậy nè, nó cái xương nó không có còn xương nữa, thì mình sẽ hầm cho đến mà nước nó sắc cạn như vậy đó. Mình có thể thấy nước nó sắc cạn xuống luôn rồi, có thể mình cho vào trong cái hộp hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh nè để dùng. Có thể làm thêm nước sốt cà, củ hành để khi mình đem ra đó là chấm với bánh mì, cà gió, dưa leo. Và món này thì đặc biệt ở miền Tây thì người ta thường là dùng với cháo đậu và dưa mắm nè, cũng rất là ngon. Có khi trời mưa đó mình sẽ nấu một nồi cháo đậu ha, và nước cốt dừa, thêm một ít dưa mắm, và rất là tuyệt vời. Rồi mình chúc cho các bạn thành công nha. Rất là thơm, cá giờ cũng rất là thơm luôn á, và đặc biệt đó là con cá sẽ không bị rã mà nó vẫn còn cứng, mà cái xương đó thì đã gục nhé. Giờ thì để không mất thời gian á, thì cà gió mình đã bào gọt vỏ và lấy hột ha, mình cho vào máy xay nhuyễn ra. Bỏ vào máy xay nhuyễn như thế này thì có thể cho thêm một ít nước để xay cho nó dễ nhuyễn nhé. Và bên đây mình sẽ dùng một ít hành tím sắc lát để cho cái mùi vị thơm hơn và đẹp, thì mình cũng sẽ dùng thêm một ít hành tỏi băm. Rồi mình có thể nêm tùy thích, bột nêm hay là bột ngọt và muối, đường tùy theo khẩu vị nha. Nếu muốn nhà có ăn cay thì mình sẽ cho thêm một ít tương ớt để cho cái món cà nó ngon hơn. Tương ớt ở đây mình cũng làm nhà, mình cho vào để cho cái màu nó đẹp hơn và cái vị cay cay á thì rất là đặc biệt. Còn nhà có cắt bé thì chỉ sốt cà thôi. Mình sẽ nấu đến khi nào cái nước sốt cà này nó đặc và sánh lại ha. Phần cuối thì có thể cho thêm một ít bột năng để cho cái nước sắt cà của mình nó sền sệt hơn. Cà này mình lựa cái trái cái màu nó không có được đỏ đẹp, khi xay ra nó cái màu nó hơi vàng vàng. Nếu các bạn có thể dùng cà chín nó cái màu đỏ đẹp hơn á, để tạo cái nước sốt nó đẹp hơn ha. Đây cái phần sắt cà này mình không có chế bột năng nè, mình sẽ sơn cà cho đến khi mà nó kẹo lại như vậy luôn. Mình cho cái hành sợi, và nếu bạn nào không thích có cái hành sợi này có thể bỏ vào máy xay chung với cà luôn cho nó nhuyễn nha. Nhưng cái món cá này mình thấy khi để cái hành sắc sợi như vậy nó sẽ ngon hơn. Và mình để từ từ á cho nó đặc lại luôn nè. Đây là cà tự đặc không hề có bột năng vào ha. Mình sên cho nó thật là kẹo để mình cho vào trong hộp và cho vào tủ lạnh á, để lâu được. Còn nếu như có bột năng á thì cho vào tủ lạnh không có để lâu được. Nhìn rất là ngon ha. Sên cho nó kẹo lại cái nó sẽ có cái màu khác hơn lúc đầu. Lúc này thì mình có thể cho thêm một ít tiêu để cho tăng thêm cái hương vị. Giờ mình sẽ chuẩn bị dọn và trang trí cái phần cá của mình. Giờ mình sẽ chuẩn bị cái buổi sáng ha. Chỉ cần thêm một ổ bánh mì hoặc một miếng bánh mì xong quýt thôi. Mình vít cá ra ngoài.
có thể cho vào trong cái hộp và khi ra ngoài thì mà cho thêm một trứng hột vịt ấp la cũng được. Cá này giống như cá mòi nha. Đó. Cá linh mà mình dùng giống như cá mòi vậy đó. Mà đặc biệt cá mòi nó không có thơm và béo bằng cá linh nữa. Cá linh nó sẽ béo hơn và đặc biệt thơm hơn. Mình nấu ở nhà mình để rất là nhiều gia vị nè. Chẳng hạn như là khô mía hoặc là nước thốt lốt cũng ngon lắm. Nếu như có được nước nước thốt lốt á, hầm nó sẽ ngon hơn. Rồi cà này thì mình đã làm sẵn rồi, mình cho vào trong cái hộp đó. Đó, bây giờ thì chỉ việc là cho thêm một ít cà này thôi, thì tùy theo khẩu vị của mỗi người. Và chấm với một miếng bánh mì nữa là rất là ok. Bên đây thì cho thêm một trứng gà ấp la nữa. Ui, quá tuyệt vời cho buổi sáng ha. Giờ mình sẽ dùng thử xem cái thành phẩm của mình như thế nào nha. Nè, đặc biệt khi cá mà mình kho lại mà nó không nó vẫn cứng nè, mình vẽ nó không muốn ra luôn á. Đó, nó cứng như vậy. Nó không có bị rã là mới thành công nha. Đó, bây giờ mình sẽ múc với một miếng cà mình ăn thử ha. Cái xương cá thì nó gục, cá thì nó bùi bùi, đặc biệt là nó béo béo và nó có cái vị ngọt của mía mà mình đót á, nó rất là thơm. Còn cà này thì mình có thể là cái khẩu vị vừa thích rồi, mình ăn trúng cái miếng hành á, rất là thơm ngon luôn. Số 1. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Hôm nay nha, mình chưa có mua kịp được bánh mì nữa. Và mình chúc cho các bạn luôn thành công nha, với những món ăn ngon nè. Và cũng đừng quên like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, ủng hộ cho Hiếu Quỳnh để cập nhật cái video tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye ha, hẹn gặp lại. Bye bye. Và rất là ngon, các bé như mình cũng dễ ăn luôn.